Hello, xin chào bạn, quay trở lại với kênh. Đây là chai nước hoa duy nhất đang có mặt tại thị trường Việt Nam, đó là Versace Eros Energy. Đây. Đó, chỉ có một chai duy nhất nhá. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình quay review phỏng vấn trước khi mình có một cái video chia sẻ trực tiếp. Và đối thủ ngày hôm nay đó là người đàn anh đi trước phiên bản Eros EDT. Các bạn có tò mò xem là hai mùi hương này thì với cái thời tiết Hà Nội đâu đó là khoảng tầm 30 độ thì mùi hương nào sẽ chiến thắng không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Đây, mình đang có hai cái mùi hương thì mình đã xịt ra hai tờ giấy thôi. Các bạn có thể cầm mỗi người một tờ, các bạn thử xem. Thế là các bạn thích mùi hương nào hơn nhưng mà đổi cho nhau. Có lẽ kiểu chai này khá là nổi đúng không? Chắc mọi người nhìn biết đúng không? Versace. Hai người có thể đổi nhau. Cái này là cái gì anh? Bây giờ mọi người cứ thử đi xong rồi. Chắc là bí mật, sẽ bật mí sau. Em thích mùi này. Em thích mùi này hơn. Lý do vì sao mà cả hai bạn đều thích mùi hương này? Cảm giác cái mùi này nó sẽ nam tính hơn anh ạ. Những cái này nó cuốn ấy. Có chiều sâu hơn. Nhưng mà nếu mà ví dụ thời tiết như này nhá thì mùi nào sẽ hợp hơn? Vẫn là mùi này à? Nếu là theo thời tiết thì em nghĩ là mùi này sẽ hợp hơn. Nếu như em ngửi được chút gia vị trong này. Theo thời tiết thì mùi này. Còn mà để mà cuốn thì là kiểu mùi này sẽ hợp để kiểu đi chơi hay là đi date kiểu. Cảm giác mẫu quả tốt hơn đúng không? Nó sẽ kiểu gây ấn tượng được hơn so với một cái mùi này đúng không? Đúng rồi. Thế thì mình xem. Thực ra thì đây là chai mới. Chai này hiện tại đang có duy nhất ở Việt Nam một chai. Thì đến khả năng là đến đầu năm 2025 nó sẽ ra mắt ở thị trường Việt Nam. Và nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể thử nhá. Ở đây các mùi các bạn chọn là con Eros Energy mới tinh luôn. Rồi cảm ơn hai bạn nhá. Cảm ơn. Đây mình đã xịt ra hai tờ giấy. Các bạn cầm thử xem. Nó đỡ đầu ngày. Thì các bạn thử xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn. Thích mùi này. Lý do vì sao mà cả hai người bạn đều thích mùi nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị hắc, nó hợp mùa hè hơn. Nó hợp mùa hè hơn hả? Không, đây là quan điểm cá nhân thôi. Bạn nghĩ mùi hương này nó có hợp với nam không? Hay là kiểu nếu cả mà, nữ? Nếu mà để em nói thì mùi này sẽ hợp với mùi nam hơn. Nếu mà để chọn thời điểm này thì các bạn vẫn sẽ thích mùi hương này. Tại vì đây là mùi cho nam, cả hai phiên bản này, hai phiên bản của nam. Thì là các bạn đều thích cái tờ giấy này hơn đúng không? Nếu bạn nghĩ rằng là mùi hương này nó sẽ phù hợp với các bạn nam kiểu khoảng tầm bao nhiêu tuổi ạ? Nếu mà để nói thì kiểu trẻ trẻ khoảng tầm 20, 22 hoặc là hay là lớn hơn? 24 đến 35. 24 đến 35. Vâng. Cả hai luôn. Vâng. Sao mà mất chút nào? Cảm ơn các bạn. Thì cái chai các bạn chọn là cái chai Versace Eros của nam. Chai này chắc là khá là quen thuộc rồi. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Rồi cảm ơn. Mình đang có hai mùi, mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Thì các bạn thử xem, xong rồi các bạn đổi cho nhau. Chắc là kiểu mình sẽ ấn tượng với mùi hương nào nếu mà kiểu trên người các bạn nam hơn. Chắc là mùi nào? Mùi này là mùi của chai gì? Cả hai chai nhưng mà nó là phiên bản khác nhau. Mình sẽ em thấy mùi này hơn nhỉ. Cả hai bạn đều chọn mùi hương này. Các bạn thấy mùi hương này nó như thế nào, vì lý do vì sao? Đậm hơn. Mùi là... ý kiến mỗi người đi. Ông xem là so với nam đối với em mùi này hơi đậm. Em thích cái mùi này hơn. Cái khí hậu hiện tại thì chắc là cái mùi các bạn chọn nó sẽ dễ chịu hơn đúng không? Đúng, chính xác, còn có cảm giác như mùi kiểu cũng hơi kiểu gỗ gỗ. Nó sẽ hơi bay kiểu gỗ với cam chanh một tí. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, mùi này đúng rồi, hơi cam chanh đấy, nó sẽ hợp với mùa hè này. Đã, cả hai bạn đều thích cái mùi hương này. Cái chai các bạn chọn là cái chai Versace Eros Energy. Thế ra chai này thì hiện tại Việt Nam có một chai duy nhất thôi. Đến đầu năm sau nó mới bắt đầu sản xuất lại. Cảm ơn hai bạn nhé. Mỗi bạn cầm một tờ đi. Thì các bạn thử xem là kiểu mình sẽ thích mùi hương nào hơn. Đổi cho nhau. Ngửi kỹ kỹ tí. Thế là mình sẽ thích mùi hương rồi. Em thích mùi hương này hơn nha. Cái lý do vì sao mà em lại thích mùi này? Em thấy con kia như nào? Em thấy mùi này nó kiểu nó nồng hơn, nó đậm hơn một tí, nó đậm hơn. Thế còn mùi còn lại thì em thấy nó dễ dàng, dễ chịu hơn à? Dễ chịu hơn. Thế còn bạn nam? Em thì thích cái mùi lại hơn này. Tại em thích mùi kiểu nhẹ.
Thì em lại đánh giá là mùi kia nhẹ hơn. Vâng. Rồi anh cảm ơn hai bạn nhá. Cái chai bạn Nam thích là cái chai mùi xanh này, chắc là bạn nhìn qua rồi đúng không? Đó giờ dùng nước hoa chưa? Em còn dùng hoa đi mít rồi, em dùng hoa. Ok, có cái mùi bạn Nam còn lại thích là mùi này. Anh cảm ơn hai bạn nhá. Vâng. Rồi anh cảm ơn. Ok, và như kết quả đó là chai nước hoa nào chạm năm trước thì sẽ giành chiến thắng. Và hiện tại thì Versace Aerobe bản Energy đang giành chiến thắng với bốc chạm năm. Nhưng mà các bạn cũng có thể thấy trong video lần này thì em phiên bản EDT nó cũng không hề kém cạnh. Nhưng mà mình nghĩ đây là một làn gió mới cho các bạn có lựa chọn vào năm 2025 sắp tới. Thế là tôi dự đoán là khả năng ra mắt là như vậy nhá. Còn cụ thể như thế nào thì hãy chờ video và những thông tin tôi sắp sửa đưa về em nó trong cái video review riêng. Còn nếu như mà tôi lựa chọn thì chắc chắn tôi sẽ chọn em nó rồi. Các bạn sao? Cùng chia sẻ phía dưới nhá.